coi chừng các ông nói dốc nha, mấy cái ông mà dạy thiền kiểu đó đó, các ông gom góp những cái kiến thức học hỏi của các ông rồi các ông dạy cho Phật tử, tức là các ông đang nói dốc nghe không, các ông đang nói dốc. Bởi vì sao? Các ông đọc trên sách mà sách nó nói đúng không, các ông nghe ông nào đó ông đó nói đúng không, rồi các ông có liên kết được sự sự việc đó không. Tôi nói xin lỗi á, các ông mà luận dạy thiền đó, các ông có liên kết được không hay là các ông đang nói dốc? Các ông đọc sách vở cái này chút cái kia chút, các ông cộng lại trở thành kiến thức của các Theo ông. con nhớ đợt rồi luôn á, là nghe nói thầy cũng giai đoạn gần cuối, lúc đó thầy cũng suy, thầy ốm, thầy nhiều lắm rồi Coi như là chết đi vậy, đó. coi như nhưng chết rồi đó. nhưng mà đợt đó lại là cái duyên của thầy được một số anh em gặp và trợ duyên đó, tự nhiên đến với thầy đó, nó ngộ vậy, thấy Bây không, giờ cái cái này nè duyên. con, một chúng ta phải tính rằng y học quá giỏi, hai là nhờ tha lực của Phật tử, Phật tử người ta thương mình, nội cái tình thương đó tạo cho ta có tha lực tốt chứ. Thí dụ con thương thầy, con nói trời ơi, tội nghiệp thầy Trung quá, bao nhiêu đó thôi, thầy cũng được cái ơn phước của con. Còn cái này người ta nói trời ơi, gửi cho thầy Trung 5 đồng 10 đồng, đặng đặng ổng già rồi, ổng coi có ăn uống cái thuốc men gì tiếp ổng, thêm cái tình tài nữa. Ngoài cái tâm của người ta cộng thêm cái tình tài nữa, thì bằng cái tình tài tình vật đó, sư phụ mới có cái vật chất để bồi dưỡng cơ thể, để tinh thần mình dưỡng lên. Thầy rùa thuốc hay nhờ tha lực Phật tử, cũng một phần nhờ công năng của sư phụ, một phần không phải sư phụ khoe, nhưng không có công năng của sư phụ là cũng tiêu rồi, nhờ cái tu tập của sư phụ. Đúng rồi, cái tu tập, cái duyên à, đủ duyên, đủ tu tập nó mới có duyên tới. Nó mới hợp được chứ, một phía không xong, thuốc không không xong, mà tu tập không cũng không xong, trong ba cái đó thiếu một là không xong, đúng không? Dạ đúng rồi, nó phải kết hợp, nó phải Nó có phải cái, cái lọt dạ, rồi, nhưng cái mà lọt không có tốt gì đó. qua được cái chữ duyên đó á, và Chữ cái duyên đức, hợp dương, cái đức của mình nó đủ. con coi đi cũng như vậy đi nè. Thí dụ như sư phụ đi ra chợ thôi, đi xe lăn đi bộ đi gì đó, mà ở đằng kia Phật tử gặp sư phụ, ôi sư phụ, bên đây gặp sư phụ, ôi sư phụ, vòng vòng sư phụ toàn là Phật tử gặp sư phụ mừng rỡ sư phụ, đó là những cái điểm sáng của sư phụ, những cái hào quang của sư phụ xung quanh sư phụ nó chớp 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 chớp. Sư luận vậy con hiểu không? Dạ hiểu chứ anh. Sư Một trù tượng á, chớp trong trong chớp. đầu họ tôn trọng và họ biết tới thầy thì họ mới có những cái lời chào chân thành, Đó. còn nếu mà không có được trong đầu họ, không có sự tôn trọng, thì lúc đó giờ gặp nhau chỉ là bước qua đời nhau thôi, đúng rồi, Ok. chứ không có cái lời Không chào ăn thua, chân thành. không ăn phê. Nhưng mà họ gặp sư phụ, họ vui mừng là sư phụ có ăn phê. Đó, Cái tình cảm họ họ đẩy về mình rồi. Tức là cái tâm não họ tốt, họ đưa về cho mình rồi. Mình tiếp nhận được cái đó tốt vô cùng. Cái đó ở trong đạo gọi là tha lực, biết không? Cái tha lực cũng như con giận người đó con chửi người ta, hoặc con thương người đó con tán thán ta, hai cái hoàn toàn khác nhau. Một cái con chửi là nó bị sa địa ngục, nó bị chửi kìa, cái còn tán thán tức là cái nó được nâng lên. Đúng rồi. Sư phụ thì không có chọc ai, sư phụ là ông thầy chùa già, Cũng một bên câu hoàng nói. tội nghiệp nội nhiều đó là Phật tử thương rồi. Ông nội mẹ ơi, cái lúc đó trời ơi ông ơi, xung quanh sư phụ đó con, sư phụ ngồi thiền á, trời ơi thôi, bà con người ta thương mình á, những cái tâm đó sư phụ, trời ơi nó chốt quần quần vòng vòng sư phụ để yểm trợ cho sư phụ, biết không? Chúng ta nói về hơi hơi ấy chút, hơi hơi trừu tượng chút để cho các con hiểu là cái tâm của người ta cũng có thể làm cho con khỏe khoắn luôn. Tại nãy giờ con tiếp chuyện với thầy á, thấy cái thân hình của thầy thì cũng như là cái lực nó không có đủ, nhưng mà cái tâm, cái nội lực của thầy á,
phát ra nó chuẩn. Nó rõ nè. Rõ ràng. Và nó rất thẳng thắn. Nên là con thấy là thầy khỏe đó nha. Ừ, không có ma quái. Không có gì đâu ăn mê tín. Cha có ông cái nói nha. Thánh thần nhào xuống nhập vô. Mấy ông cố nội mà nhập đó. Mấy cái ông mà ưa nói ta đây con trời con Phật đó là nói kiểu đất con trật đất à. Ai mà nhập? Không ai nhập hết trơn á. Ăn thua tâm đạo mình dưỡng. Đó, thầy nói là cũng như họ bị tinh tâm thần thôi. Bị tâm thần chứ không phải luôn. Là có những cái dị đoan hoặc là những có những cái tâm linh họ nhập vô này nọ là không bao giờ có ha. Ai mà nhập? À, đó. Nhưng mà nó lại nhen nhãn trên tất cả những trang mạng rất nhiều. À, và rất nhiều những nói ở ma quỷ này nọ là không có thầy ha. Đưa vô cái đó cũng như là nói tầm bậy. Nói tầm bậy thần kinh, nói tầm bậy. Ai mà nhập? Mà con nghĩ nè, đó là chết là hết. Chết là trở về cát bụi. Tại sao lại là có giống như là phiêu diêu rồi còn chưa còn bay lơ lửng rồi nọ ha. Không có hết thầy ha. Con đừng có tính cái chuyện đó. Tính cái đó là tính xưa nay chúng ta bị mê tín rồi. Mê tín rồi. Chết rồi. À, mà còn biến quá nè. Còn tới cái cõi này cõi kia đặng sống tiếp tục. Sống cái gì? Sống cái kiểu gì? Sư quan niệm linh hồn của người ta đó nghe. Đó là tâm của mình. Đó là cái ý của mình. Cái tưởng của mình. Nghe con. Tức là cái thông minh, cái sáng suốt của con. Nha. Cái hiểu biết của con. Đó là linh hồn cộng thêm cái trượt. Cái trượt là ở đây gì? Cái trượt tức là những cái ua. Những cái đau khổ trong cuộc sống. Riêng con mới có thôi. Người khác kiểu khác. Con mới có cái đó thôi. Riêng con. Mỗi người đều có một cái trượt riêng cho mình. Một cái phước, một cái đức hoặc là một cái nghiệp. Nó là vậy. Mày sống mà mày không có tạo duyên, không tạo phước. Thì những cái việc là mình ép á, nó sẽ gây nghiệp. Còn mình điên lành, mình đi giúp đời, giúp người, giúp đủ hết trơn á. Mình xây chùa, đắp tượng này nọ đó. Cái tâm con thanh. Đó, dạ. Còn cái tâm ác là cái tâm trượt. Dạ, tâm trượt. Mà tâm trượt khi mà xuất ra một cái nó nặng chết mẹ, nó đè. Nó giống như tâm ma. Ờ, tâm ma. Dạ. Tức là theo cái lý luận nói, khi linh hồn con xuất ra. Dạ. Cái thanh ở trong của con ít quá. Dạ. Và cái trượt quá lớn. Dạ. Thì con không có lên được tầng nào cả. Là đó mà chờ đầu thai trời. Gặp ai đó, gặp con heo, con gà, con chó gì á. Rồi tấp vô đó, để chi? Để nấp đi cái dương khí. Nếu không mà lợn cận bị ánh sáng mặt trời, bị cái dương khí nó quánh tan à. Thành ra lúc đó kiếm nha, ra âm u mờ mờ, chỉ có cái tưởng mình thôi chứ đâu phải có biết gì. Mờ mờ mệt không hiểu biết gì chứ. À, hãy nghe trời sấm sét là chạy trốn. À, hãy mà ánh sáng mặt trời lên là trốn, kiếm chỗ trú, kiếm chỗ núp rồi. Tốt nhất là dựa vô một cái cuộc sống hiện hữu có âm có dương. Con gà vịt cũng có cái âm dương. Dạ. Như vừa rồi con cũng nhớ là cái đợt mà bé Ngọc ở Kiên Giang á. Mà thời gian đó ai cũng đi tìm bé cho nên cứ nghĩ là bé nó bị chết xong, trôi xong. Thì đi lại tìm thầy á, để mà hỏi bé Ngọc nó như thế nào á. Lúc đó là thầy có giống cái tiềm thức hay là có cái sự báo mộng hay là có cái gì không mà thầy đã nắm rõ. Ủa nó, ồ trời, cũng xa. Thông tin thì cũng qua điện thoại hay là thầy có thêm qua điện thoại hay là thầy xem. Thầy có cái giống như cái giác quan gì không? Không, ta dựa vô cái công năng tu của ta, ta nói chuyện với các con hả? Ta đâu có dựa vô sách vở kẻ nào dạy được ta. Kẻ nào dạy được ta. Ai? Vì nào đứng ra dạy ta đâu? Ai? Vậy là cái quyền năng. Cái quyền năng đó là do tự ta tự tu tập. Ta nhìn thấy điều đó mà thôi. À. Thầy giảng thêm nghe con. Đủ cái quyền năng, đủ cái tu tập. Mình mới có được một cái cảnh giới.
Và cái cảnh giới đó là mọi nhiều điều. Khi mình nhìn được cái sự việc và người khác không nhìn được. Ok. Ok, dạ. Cái điều đó. Tức là qua sự tu tập của sư bằng những đêm sư tu. Dạ. Thí dụ đêm đó sư ngồi, sư nhập định. Dạ. Sư chuyển vô nhập định. Dạ. Thì bắt đầu lúc đó sư sống bằng cái tưởng của mình rồi. Dạ. Vô tưởng nè. Tại vì thiền nó có điều phục thân là hít thở, luân chuyển cơ thể cho nó nhịp nhàng, nó đều đặn. Để khi chúng ta nhập định, cái thân tự sống này, chúng ta không có kiểm soát nữa. Nó đi vào cái hệ tự hành. Tự hành đó được chúng ta sắp xếp. Chứ không phải tự hành cơ thể đâu. Cái đó là cái cơ thể tự hành. Dạ. Nhưng mà được các thầy sắp xếp luôn. Dạ. Trước khi các thầy vào định. Đúng rồi, cái đó cảnh giới của những thầy mà nó đã cái tới cái mức độ nào rồi mới định được cái đó. Đúng rồi. Cái xét thì vẫn đó rồi. Nhưng mà cái tinh thần á, nó đã đi một cái cảnh giới khác nữa rồi. Nó không cần ăn, không cần uống, không lúc cần đó ta nhập định, tức là ta đi vào cái quyển cảnh hư không rồi, hư vô. Đi vào cái tưởng của ta rồi. Dạ. Ta mất tiêu rồi, cái thằng xác bỏ đó. Não của ta, cái tâm ta, cái linh hồn ta đó, nói chung á, nó vô cái quyển cảnh của ta. Quyển cảnh. Dạ. Ta tạo cho ta cái quyển cảnh nào đó. Ở cái non, cái núi nào đó, có cái chỗ đó ta thường tới đó để mà tu. Dạ, dạ. Tức là gọi, con biết là mơ trong mơ. Dạ. Dạ. Phải hiểu cái điều đó nha. Dạ. Mơ trong mơ. Tức là khi ta bước vào quyển cảnh đã là mơ rồi. Đó là đã vô. Trong một cơn mơ. Rồi khi vô đó ta lại tiếp tục tu. Thì từ mơ ta lại có một cái mơ rồi tiếp tục cao hơn nữa. Hiểu chưa? Mơ trong mơ. Thì như thế ta nghĩ rằng khi ta thoát xác, khi chết đó con. Yeah. Mình mấy ta yếu rồi. Ta nhắm một hai bữa nữa rồi đi. Chịu nổi. Ngay lúc đó ta vào đại định đi luôn. Bình thường ta vào chỉ có tưởng thôi, vô định đó con. Dạ, vô dạ, mình đúng chỉ rồi. Tưởng. Dạ. Nhưng mà khi ta muốn đi luôn, ta vô tới phi tưởng rồi đi luôn. Phi tưởng rồi là không có trở về nữa. Con nhớ tu nó nhiều quá. Tưởng nè, phi tưởng nè, phi tưởng nè, phi sư tưởng nè. Làm vậy nữa. Dạ, bởi vậy con nghe nè, hồi xưa Đức Phật tới hạ thì ngài lên cung trời đau lợi để ngài thuyết pháp cho trời nghe, cho đức mẹ nghe. Thiên nhân chi đạo sư, tức là các thầy á, gọi là thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người. Đức Phật á là thầy của trời luôn, là người. Thiên nhân chi đạo sư, tức là ngài vô phi sư tưởng, ngài lên trở rồi, ngài giảng đạo cho nó rồi, bằng cái tưởng của ngài, ngài đi bằng cái tưởng. Thì sau này các thầy cũng vậy, thoát xác ta ra phi tưởng ta đi luôn. Tại sao ta có cái hướng đi cho ta? Bình thường ta đã có cái quyển cảnh ta tu rồi. Còn bây giờ ta đi luôn vô quyển cảnh đó luôn mà ta không có trở về nữa, con hiểu không? Đó. Như mình này giống như là mình tu tại gia ha, ha sư. Dạ. Thì giống như ở những cái bậc mà tiền bối, những cái bậc mà cao nhân á, thì có đến lớn thăm thầy thường xuyên không? Hoặc là mời thầy đi thuyết pháp, thuyết gì không? Cái mời đi thuyết pháp thì thực ra không có ai mời thầy thuyết pháp. Tại vì thầy đâu có tiếng tâm gì. Nhưng... Và cái trình độ của thầy là một trình độ của một thầy chùa dốt. Nhưng mà thấy gì? Thầy lại nói những cái quyên thâm, những cái gì thầy nói á, nó giống như là nó nằm một cái đẳng khác. Nhưng mà tại vì thầy chưa có được nổi tiếng mấy, chưa nhiều người biết phải không? Ta không có nói bậy, ta không có học theo sách vở, ta đọc ra các con nghe. Sách vở để các con tự kiếm mà học. Các con muốn học cái đó lên Google. Cái giống gì người ta cũng sách vở để là mình con tu tập ban đầu còn nói đủ đạo rồi. Các con muốn tìm hiểu về kiến thức đừng hỏi sư. Dạ. Tại vì sư rất là dốt, không có biết. Các con nếu
môn trọng cho nên là hỏi Google á. Biết bao nhiêu vị tài năng, biết bao nhiêu người trí giả, người ta sẵn sàng nói những cái dạy các con. Nhưng mà thầy cũng phải có thuộc những cái mà kinh kệ hoặc là những cái thuyết pháp mà nó mình cũng phải có chứ thầy. Mẹ. Không luôn hả? Thầy không có theo cái gì á. Vậy bằng tâm. Thầy theo chính bản thân thầy. Vậy là tu tâm, tu tại gia, tu tại gia. Không. U luôn. Ta về dạy các con tu là cái con đường này từ A đến B này ta đi rồi ta biết rõ. Mấy bước chân từ A đến B ta biết rõ nè. Thực tế trong cuộc sống. Đó, đó là rồi cái... Nè, A đến B rồi, rồi đến A, B, C, D ta biết rõ luôn. Vậy giống như thầy nói, một đứa học trò nó học từ lớp 1 đến lớp 12, đó là sách vở thôi. Còn thầy thì cũng từ lớp 1 đến lớp 12, nhưng mà ta học trường đời. Nhưng mà ta đi thực tế. Trường đời. Ta đi thực tế. Đó, con hiểu rồi. Con hiểu không? Dạ. Không có nói dốc. Một bên là sách vở, còn bên trường đời. Trường đời dạy mình chứ không phải trường học. Ta không có nói dốc ai chừng nha. Bởi sao? Ta không có đọc sách vở. Nếu đọc sách vở nói là nói dốc. Nên mức độ mới nãy con hỏi vấn đề thuyết pháp thì nhiều khi lại là mình... Vô. Dạ, đúng không rồi. Biết. Không biết kiểu thuyết pháp. Dạ. Tại vì họ thuyết pháp họ mở đầu nè. Rồi thân bài nè. Rồi luận nè. Giờ kết nè, đủ chuyện, thầy không có đủ trình độ đó. Dạ, cái đó quyên thâm của không những đó, cái bên... Dạ, đúng rồi. Thầy không có đủ trình độ dạy đó mà coi chừng dạy đó là dạy dốc ta. Các ông mà kết được vậy, coi chừng các ông đọc sách vở, các ông kết vô mới có đầu bài, thân bài, cuối bài. Dạ. Coi chừng các ông nói dốc nha. Mấy cái ông mà dạy thiền kiểu đó đó. Dạ. Các ông gom góp những cái kiến thức học hỏi của các ông rồi các ông dạy cho Phật tử. Tức là các ông đang nói dốc nghe không? Các ông đang nói dốc. Bởi vì sao? Các ông đọc trên sách. Mà sách nó nói đúng không? Các ông nghe ông nào đó. Ông đó nói đúng không? Rồi các ông có liên kết được sự việc đó không? Tôi nói xin lỗi á. Các ông mà luận dạy thiện đó. Các ông có liên kết được không? Hay là các ông đang nói dốc? Các ông đọc sách vở cái này chút cái kia chút, các ông cộng lại trở thành kiến thức của các ông.